Chuyến xe lam chiều Chuyện ngắn của Xuân Triển Phòng chương trình một chiều cuối hạ Phượng loay hoay đọc kỹ lại bảng kế hoạch phát sóng Rồi bước ra cửa Vừa lúc Lan đi tới Kìa Lan Đi đâu mà có vẻ vội vàng vậy Ờ mình qua phòng thời sự có chút việc ấy mà Phượng nắm tay kéo Lan lại Cùng ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh Lan can từ từ để mình hỏi cậu câu này nha. tụi mình có phải là chị em tốt không? Đương nhiên rồi. Lại có chuyện gì muốn nhờ vả rồi đúng không? Không sai. Là thế này, phần đầu chương trình chiều nay buộc phải thay đổi vì có chút vấn đề về bản quyền âm nhạc. Nhưng mình tìm mãi không biết đưa ra nội dung gì thay thế vào cho phù hợp. Chợt nghĩ ra, chỉ có cậu là thư ký tổng biên tập mới giúp mình được thôi. Chị em tốt mà. Tối nay mời cậu đi ăn được chưa? Mình biết có quán này mới mở, nhiều món ngon lắm đó nha. Định dùng chiều dụ dỗ lan cô nương này chứ gì? Được rồi, mình sẽ tìm hộ nội dung thay thế cho cậu. Nhưng không chắc đâu nha. Chỉ cần cậu hứa là mình yên tâm rồi, để mình thơm cậu một cái nha. Thôi thôi tỷ ơi, tha cho em đi. Em giúp tỷ là được rồi mà. Một lát sau lan đến phòng tổng biên tập dò dự một hồi mới giơ tay gõ cửa anh triển ơi em vào được không ạ Mới vào có chuyện gì vậy cô lan lan ngập ngừng dạ bên phòng chương trình có vấn đề phải thay đổi phần đầu phát sóng chiều nay nhưng cô phượng phụ trách chuyên mục lại không tìm được nội dung thay thế trong khi em thấy bài chuyến xe lam chiều của anh mới giao cho em biên tập khá là phù hợp nên xin anh có thể cho phát sóng luôn được không ạ Vậy cũng được. Nhưng lần sau cô đừng quên nhắc nhở các bộ phận. Trước khi lên sóng, phải tính đến phương án dự phòng. Đặc biệt với trang văn nghệ chủ nhật, tuyệt đối không để xảy ra sai sót hay bất cứ vấn đề gì. Dạ, em biết rồi ạ. Em cảm ơn tổng biên tập ạ. Lan tươi cười, cầm tập bàn thảo sang đưa cho Phượng. Cùng lúc, nhạc hiệu chương trình đã bắt đầu lên sóng. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn còi khói đốt đồng để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng hôm nay trời mưa lất phất thì thoảng mới có được tia nắng hiếm hoi chiếu rọi lên thềm khóa cửa xong định ra siêu thị mua vài thứ cần thiết nhưng vừa quay lại bất ngờ thấy chị hai đang đứng đằng sau lưng tôi từ khi nào ủa chị hai không mời tôi vào nhà hay sao vậy dạ em mời chị hai vào nhà ạ tôi mở cửa đứng nép một bên để chị hai đi vào trong Căn phòng có hơi chút bề bộn Tôi vội xếp gọn lại mớ quần áo Vừa mới phơi khô xong ở trên sofa Từ dưới bếp Chị hai bưng lên đĩa trái cây Và đĩa trứng vịt lộn nóng hổi Mà chị loay hoay luộc nãy giờ để lên bàn Cô qua đây ngồi ăn cho nóng đi Dạ Tôi bước qua ngồi đối diện với chị Chồng cô đi đâu rồi? Dạ Anh đi làm đã mấy hôm rồi chưa về ạ chị hai có vẻ không tin lời tôi nói đi làm hay đi ăn nhậu với nhân tinh ở đâu rồi mà thôi đó là chuyện gia đình cô tôi nói gì ra lại bị mang tiếng là ganh ghét đố kỵ nữa không chừng hôm nay có việc ngang qua đây và xem cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng cô ra sao thường xuyên ở nhà một mình lại bầu bì như vậy đi đứng hay làm gì cho cẩn thận vào chị hai em tôi không nói được câu nào mà sao nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi một lát sau tôi thấy có chiếc phong bì nhô ra dưới đĩa trái cây mở xem mới biết chị hai đã để tiền sinh hoạt lại cho tôi chị hai tôi cầm chiếc phong bì chạy theo chị hai đã ra ngoài cổng tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy chị từ sau lưng chị hai ơi em sai rồi em hận hận lắm chị hai ơi chị vẫn bình thản tôi tính không nhầm thì còn hơn một tháng nữa cô sinh rồi đó có thèm cái gì thì cứ mua ăn đi. Chỗ tiền đó cũng như tôi đi làm từ thiện thôi. Phòng của cô ở nhà, tôi cũng luôn quét dọn, giặt rũ sạch sẽ. Khi nào muốn thì cứ quay về. Chị nói đến đâu, càng làm cho tôi tủi thân mà khóc sức mướt đến đó. Chị hai ơi, em biết lỗi của em rồi. Giờ em mới biết thế nào là cốt nhục tình thân. Em bướng bỉnh cãi lời gia đình, chạy theo mối tình mù quáng. Vậy mà chị hai không hề ghét bỏ, còn luôn quan tâm, lo lắng cho em nữa. Chị hai. Nhìn bóng chị khuất dần sau ngõ phố, mà nước mắt tôi giàn rụa, nghe tiếng mình nhói đau, xe thắt lại. Nhớ lại khoảng trời bình yên bên gia đình, đến khi tình cờ gặp được nhân duyên. Trên chuyến xe lam đông người chiều nào, xui mình không quen mà ngồi bên nhau trời mang nhiều chớ trêu chi người chưa hề quen biết gì sao ngồi gần như tình nhân si em xuống xe lam đi vào hẻm sâu anh vội theo chân ngỏ hồn xôn xao làm quen chuyện vãn dăm câu niềm vui mộng ước ban đầu chồng đã rồi mặt ngoài còn e mặc cho bà mẹ và chị hai cố sức can ngăn bởi vì anh ấy đã qua một đời vợ công việc cuộc sống thì bấp bênh chưa có gì làm chỗ dựa vững chắc để xây dựng hạnh phúc với tôi trước mắt cũng như tương lai sau này nhưng không hiểu sao vì lời ngon tiếng ngọt của anh ấy dù tôi vào giấc mộng ái tình nên tôi cứ một mực van xin ba mẹ cho tôi được về chung sống cùng với anh ấy vì là con út nên tôi luôn được ba mẹ và chị hai cưng chiều từ nhỏ Tôi còn nhớ lời ba mẹ nói trong nghẹn ngào. Nhà chỉ có mỗi hai chị em con là núm ruột duy nhất của ba mẹ. Dù có khó khăn, vất vả đến đầu, ba mẹ cũng cố gắng vượt qua được hết. Chỉ mong sao cho hai chị em con được no ấm, đủ đầy và yên bề ra thất sau này. Giờ lòng con đã nhất quyết như vậy, thì ba mẹ cũng không ngăn cản nữa. Nhưng con phải nhớ một điều rằng, một khi con đã rời xa, từ bỏ gia đình để đi theo người thì khổ đau hay ấm êm hạnh phúc bản thân con phải tự gánh chịu chớ đừng oán trách gì cha mẹ ngờ đâu yêu đương như đám lục bình trôi theo con nước vô tình anh lấy vợ người ta giàu có tình em xe cát dã tràng biển đông em muốn tìm chồng cho xong nhưng ngại thêm gặp kẻ bạc lòng ngờ đâu hạnh phúc màu hồng chưa được bao lâu, đã sớm vội, dây đứt lìa đàn, như vào điệp khúc, chuyến xe làm chiều của vinh sử. Khi biết tôi mang thai, anh ấy không hề tỏ ra vui vẻ, mà lạnh nhạt dần, thường xuyên vắng nhà đến hai, ba hôm mới về. Lúc về thì say khướt, nói năng cục cằn, ngày càng bê tha trong men rượu. Nhiều đêm, tôi đã thức trắng không ngủ khóc thương cho số phận hồng nhan của mình. Muốn quay về nhà, nhưng lại sợ ba mẹ và chị hai buồn, nên lại thôi. Đành phải cố gắng chịu đựng, đối mặt với cuộc sống buồn tẻ mỗi ngày, cứ vậy mà trôi qua. Trên chuyến xe lam đông người chiều nay, nghe từng cô đơn nỗi niềm chua cay. Còn đâu một chuyến xe lam, ngày nào mộng ước vô vàn, bao kỷ niệm riêng mình em mang Theo nhân tình, cãi lời ba mẹ gần như là bỏ nhà đi bụi Tôi biết ba mẹ nơi quê nhà tuy buồn giận song vẫn trông ngóng, lo lắng cho được con gái bướng bỉnh như tôi Càng nghĩ, tôi càng thương chị hai Từ lúc biết tôi mang thai Nên thi thoảng, chị mang đến những vật dụng cần thiết và cả tiền sinh hoạt cho tôi nữa chị chỉ nhắc nhở tôi vài câu rồi đi ngay tôi lại buồn khóc tủi thân nhưng vẫn cảm thấy ấm lòng và thương chị hơn lúc nào hết bởi có lần tôi đã nhìn thấy chị quay đi lấy tay gạt giọt lệ lan trên đôi má ửng hồng đồn hậu của chị chị hai ơi ba mẹ ơi con sai rồi nhất định con sẽ quay về trong vòng tay che chở của ba mẹ được cùng với chị hai tần tạo sớm hôm với ruộng đồng. Cho dù có nhọc nhằn, vất vả thế nào cũng được. Bởi đó là niềm hạnh phúc giản đơn thật sự mà bất cứ ai trong mỗi chúng ta đều luôn mong ước, trân trọng, giữ gìn. Đừng vì một phút yếu mềm hay bất cứ lý do gì mà rời bỏ, vô tình để mất đi tình cảm gia đình. Quê hương vô cùng thiêng liêng quý giá không có gì có thể đánh đổi được